Ý, trời ơi, mấy cái này đơn giản. Trời ơi, lâu lắm rồi mới qua cái ván này. Ôi dồi ôi, bà nhớ các cháu ơi, quá. nó Mẹ đi từ đâu? từ thôi. Ôi dồi Hằng, Bà cháu của bà, ôi dồi lớn tướng thế này rồi. Hằng, Ôi dồi ôi dồi, xinh gái thế. Hằng ơi, Chơi cái gì đấy? con bỏ cái đồ chơi đi, bà lên thăm con mà. Con chào bà rồi mà. Ôi dồi ôi dồi, xinh gái nhỉ. Thì mấy năm liền bà không lên thăm cháu, giờ nó lớn thế đây. À, này, bà mang đùi gà từ quê lên cho đấy. Cháu không thích ăn đùi gà bà. Thế à? Bà không Lại biết đâu. bà nữa, đi xa tuổi cao sức yếu thì mang ít ít thôi, mang cả đống đồ thế này. Trời ơi, ở nhà trồng được cái gì bà lâu lâu mới lên, bà cầm lên cho. Đây này, quả dưa này là ngọt nhất đây này. Vâng ạ. Hằng, bỏ đồ chơi đấy xong à, dẫn bà vào nhà đi con. Đâu, thế phòng cháu gái bà đâu? Nào, dẫn bà đi. Bà đi theo cháu. Đang yên đang lành bà lên làm gì không biết. Hằng này, cháu ngồi đây à? Bà cầm cái này lên cho cháu này, nhìn này đẹp không? Cái gì đấy hả? Viên bi khổng lồ đấy cháu. Cháu biết bắn bi không? Tí nữa hai bà cháu mình bắn bi nhá. Không, cháu không thích chơi bi đâu, bẩn ơi là bẩn luôn. Sao thế? Vui mà, mấy bạn ở quê là lăn lóc suốt. Đấy là các bạn ấy, bây giờ ở thành phố ai chơi cái đấy nữa bà. Mà bà xem Bẩn cái quần này là cái áo. gì đấy, để bà xem nào. Ôi trời ơi. Bà chọc nhẹ thôi, sách của cháu bây giờ. Thảo nào cháu, bà cứ thấy cháu ấn ấn thì bà chả hiểu. Mà cái này chơi như nào? Ôi giời ơi, bà ơi, bà già rồi, bà không chơi được cái này đâu. Bà, Đâu? cháu có nói bà cũng chẳng biết chơi Tôi đâu nói mà. bà xem, chơi bà xem nào. Đây bà này, ấn vào đây này. Đấy, bà thấy chưa? Bây giờ sáng ở đâu thì ấn ở đấy. Ôi hay Đấy. thế. Đó, đơn giản này. Vừa có nhạc nữa luôn. Ở dưới quê á, làm gì có cái này đâu. Đấy, bà thấy chưa? Thảo nào nó đỏ đỏ lên chỗ nào mình ấn vào chỗ đấy đúng không? Vâng. Đâu để bà chơi một cái xem nào. Ôi, bà cũng biết chơi Đấy, đâu. bà biết ấn à. Nào. Cho bà chơi một tí. Đấy, hết pin rồi, bà ấn đi. Này này. Bà định chơi một cái, sao mà cháu đã hết pin rồi. Thôi, thế bà ngồi đây nhá, con đi vào đây. Thế không chơi với bà. Trời, nó lớn nó chả thèm chơi với mình luôn ý. Buồn thật chứ. Ê, đặt xe tự khô. Chơi cái này á, chả bị bẩn tay một xíu nào luôn. Đấy. Ui, bao nhiêu màu luôn nè. Hằng. Dạ mẹ. Sao con không chơi với bà lại ngồi đây chơi một mình thế này? Ở đâu? Con vẫn chơi với bà mà. Mẹ thấy bà cứ lủi thà lủi thủi dưới bếp rồi quét sân ngoài vườn kìa. Wow, mẹ ơi nhìn này, bao nhiêu màu luôn. Con đấy, bà lên đây thăm con, lặn lội đường xá xa xôi, con không thương bà thì thôi, lại còn xa lánh bà như thế. Mẹ, con vẫn thương bà mà, chẳng qua là bà không thích chơi với con. Bà chắc là lên đây xong rồi thấy nhớ công việc ở quê, kiểu là nấu ăn này, xong rồi quét dọn này, mẹ kệ cho bà làm. Mẹ thấy con không thích chơi với bà thì có. Đâu, con vẫn chơi mà. Thế thì để mẹ xuống bếp, mẹ gọi bà lên đây chơi với con nhá. Được chưa? Vâng, mẹ gọi đi. Một chú gà nè, gấu râu nè, và một chú vịt. Đó, thế là đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ nặn thêm một bạn Kurumi nữa. Kurumi thì sẽ là màu tím đi. Đâu xem nào. Ở bên trên có màu đen nữa. Đây, màu đen, màu tím, màu trắng. Hằng Ok. ơi, cháu của bà đang làm gì đấy? Cháu đang nặn nè. Ôi dồi ôi, đẹp thế. Đâu bà xem nào. Này bà, cắt cái. Hả? Đứng dậy ngay. Cái gì đây? Ôi trời Bà xin lỗi, bà không thấy. Ôi dồi ôi, bẹp mất của cháu rồi, làm nào bây giờ? ơi, không cháu à, nặn bao nhiêu lâu mới được đây? Thế nặn như nào để bà giúp nào? Thôi thôi thôi,
bà có biết đâu. Không bà... biết thì bà phải hỏi chứ. Rồi bà mắt kém rồi, nhìn không ra. Cháu đừng có giận bà. Bà có biết là nặng đến cái này khó không? Làm gì? Thế ở đây có bán không để bà đi mua nhá. Thôi, mua cái gì? Cái này phải tự nặng chứ, mua cái gì mà mua. Bà ấy đang ở dưới quê thì lên đây làm cái gì? Bà lên đây á, làm đảo lộn hết cuộc sống của cháu rồi đấy. Giời ơi là giời. Bà xin lỗi mà. Thôi đi, xin lỗi cái gì? Thằng không. Nặng bao nhiêu lâu mới được cái này, ngồi hết lên đây rồi. Giời ơi, bà mới biết gì. Mẹ ơi mẹ, mẹ vào ăn cơm đi ạ. Mẹ ơi. Ơ, không biết bà lại đi đâu. Sao lại có tiền với lại Thư ở đây thế này? Hằng ơi, Hằng. Hằng ơi, qua đây mẹ bảo Nhưng lại con. Mẹ ơi, có cơm chưa, con nói bụng quá à. Con xem này, con làm gì bà mà bà giận bà về rồi cái kia. Bà về à mẹ? Ờ, đây này, con đọc đi đây này. Bà còn để lại tiền này. Đấy, Thư đấy, con đọc xem. Tự dưng bà đang ở chơi mà lại về. Hằng ơi, bà xin lỗi cháu. Bà già rồi, lẩm cẩm, mắt kém, cổ hủ, không theo kịp thời đại, nên lên đây gây nhiều phiền phức cho cháu. Thế nên bà về quê đây. Khi nào cháu Hằng được nghỉ hè, về chơi với bà nhé. Bà yêu cháu. Cháu cầm lấy tiền này đi mua đồ chơi. Đừng giận bà nữa. Mẹ ơi. Đấy. Bà về rồi. Đấy, con thấy chưa? Bà yêu con, bà thương con thì bà mới lên đây chơi với con. Giờ con làm bà giận á. Bây giờ còn lâu bà mới lên chơi với con nữa nhá. Mẹ ơi, con không nghĩ là những lời nói của con như thế lại khiến bà buồn. Con không có ý đâu mẹ. Thôi được rồi, giờ còn đứng đây nói nữa. Bà đi rồi cái kìa, con còn không mau đuổi theo bà đi. Mẹ ơi, bà đi lâu chưa? Chắc là bà mới đi thôi đấy con. Vâng ạ, à. Mẹ ơi, mẹ cầm lấy để con đi đuổi theo bà. Ừ, nhanh đó. Bà ơi, bà đi đâu đấy bà? Hằng, sao lại ra đây hỏi cháu? Bà ơi, bà đang ở với nhà cháu mà, sao tự dưng bà lại đi về? Bà, con biết lỗi rồi, bà đừng về nữa. Bà đi về thôi, ở trên thành phố bà không quen, ở dưới quê nó cổ hủ quen rồi cháu ạ. À. Rồi lên đây á, phiền phức cho nhà cháu ra. Không phải đâu bà ơi, có phải là những lời cháu nói lúc nãy khiến bà buồn không ạ? Không, bà không có buồn, sao mà buồn cháu gái bà được. Không, nếu mà bà không buồn á, thì bà phải đi về nhà với cháu cơ. Cháu không cho bà về quê nữa đâu. Bà ơi, thật ra những lời lúc nãy á, là cháu giận quá nên là cháu mới nói như thế thôi. Chứ thật ra trong lòng cháu á, cháu vẫn rất là yêu bà. Ừ. Không phải ghét bỏ gì bà đâu à. Bà biết mà, bà yêu cháu bà mới lên. Nhưng bây giờ bà có việc bà phải đi về. Không, cháu không muốn bà về đâu. Thôi, không khóc. Khi nào á, nghỉ hè về chơi với bà nhá. Không, bà. Ở dưới quê bây giờ bà bảo là hết việc rồi mà. Bà phải về đây. Mẹ con cháu đang đợi cơm bà đây. Đến giờ cơm rồi bà nặng đi đâu nữa. Bà... Thì bà về nhà với cháu đi. Nếu mà bà về á, là bà giận cháu đấy. Không, bà không giận Hằng đâu. Tại bà bận việc bà về thôi. Không, con không muốn đâu. Đi bà. Bà ở lại với cháu một ngày thôi cũng được. Mai rồi bà hẵng về bà nhá. Ờ, thế bà ở lại với Hằng thêm một ngày. Rồi mai bà về nhá. Vâng ạ. À. Ừ. Bà ơi, bà đừng giận cháu nữa nhá. Rồi.